Hello mọi người. Hiện tại thì là mình đang ở trong phòng tự cách ly. Mình đang bị Covid là 2 ngày nay rồi, 2 ngày 2 đêm. Thì nói chung thì là hiện tại là tình hình sức khỏe của mình thì đã ổn định lại rồi. Và chỉ còn là khan tiếng, ho, cũng có sổ mũi nữa. Hiện tại thì mình đã hết sốt rồi. Và hai con mắt của mình á, nó bị đỏ. Nó đỏ là tại vì là do mình bị sốt á, bị nóng trong người á, sốt á, nên là hai con mắt của mình nó bị đỏ lên. Thì cái ngày đầu tiên khi phát hiện thì cũng rất là sợ. Cái triệu chứng đó là sốt, sốt nhiều lắm. Sốt và có cảm giác là lạnh, lạnh kinh khủng luôn. Mặc tới hai áo trùm cái mền mà quần dài mang với mà vẫn lạnh, và mình phải chà dầu ở bàn chân á, chà dầu ở bàn chân rồi phải mở máy hít ở trong phòng nữa để nó sưởi ấm cái chân của mình, chứ không thôi lạnh có chịu không nổi. Và bên cạnh đó thì là uống thuốc Tylenol, mỗi lần sốt thì là thuốc Tylenol 500 microgram cho một viên, là uống 2 viên. Uống thuốc Tylenol, uống nước ấm và uống vitamin D3, rồi uống vitamin C, uống nước Pedialyte nữa. Những cái này thì nó hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của mình. Thì nói chung để hiện tại thì tình hình sức khỏe của mình cũng tương đối ổn định rồi. Cái đặc biệt nữa là cái triệu chứng đó là mình không có ngửi thấy cái mùi gì hết á. Cái ngày đầu thì cũng hơi khó chịu, sốt rồi cũng cảm thấy là nghẹt mũi, chảy mũi, thì là mình đã xông bằng dầu xanh á, mình cho dầu xanh vào trong cái ly á, cái ly xông của mình nè, làm cái ly nước nóng á, xong rồi là nhỏ vài giọt dầu xanh vô và đậy nắp lại, xong rồi mình sẽ cho vô mũi và mình hít lại, hít vô để nó thông cái cổ của mình, nó thông cái phổi. Đặc biệt là mình không có ngửi thấy mùi gì hết á, tức là khi mà bị Covid thì mình thấy là mình bị mất cái cảm giác của cái mùi, tức là mình không ngửi được. Trước đây mình rất là sợ cái mùi dầu xanh, rất là ghét cái mùi dầu xanh, nhưng mà cái ngày đầu tiên mà sốt đó, mà khi mình xong cái mùi dầu xanh nên mình không có ngửi thấy mùi gì hết. Mình chỉ có cảm giác đó là nó hơi the lên trên mũi và nó làm cho mình nhẹ cái mũi thôi, chứ không có ngửi thấy mùi. Thậm chí là hôm nay là ngày thứ hai rồi nhưng mà cũng không có ngửi thấy cái mùi gì hết. Thì nói chung bữa nay là tình hình sức khỏe là tương đối ổn định rồi. Mình sẽ cố gắng uống thuốc điều độ, ăn uống điều độ để cơ thể được khỏe hơn. Thì khi ho thì là mình có dùng thuốc này, đó là thuốc thuốc cold flu á. Thuốc này ở bên Mỹ là trị cảm cúm á, thì mình đã dùng thuốc này thì mình thấy là cái thuốc này nó rất là good. Thì sử dụng thuốc cảm cúm và mắt đỏ thì là mình cũng đã xài thuốc nhỏ mắt rất là tốt. Xin cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã hỏi thăm và động viên Suka rất là nhiều. Thì bên cạnh đó còn có cái đồng hồ nữa. Cái đồng hồ quá đệ là lúc nào cũng là theo dõi cái nhịp tim của mình á, nên là cũng ok lắm. Hoặc là khi nào mà cái hơi thở của mình á nó bị sao là cái đồng hồ nó sẽ báo, nên là cũng rất là tốt. Soka sẽ hy vọng còn vài ngày nữa thì là Soka sẽ cố gắng bình phục và khỏe hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã động viên hỏi thăm. Soka chúc mọi người luôn khỏe mạnh để vượt qua dịch bệnh này ha. Bye bye.